Dạ vừa Ngọc Quyền mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa trên mọi miền quê hương tổ quốc luôn nha. Đến hẹn lại lên, hôm nay em có về lô bông giấy Mỹ, phôi khoai giấy Mỹ nha quý cô chú bác anh chị, rất là VIP luôn. Và số điện thoại liên hệ của em là 0947 447 442, cũng là số Zalo của em luôn, tên Ngọc Huyền ở Cần Thơ nha quý cô chú bác anh chị. Ta đem lên luôn cây số 1 nha, hàng rất là VIP luôn nha quý cô chú bác anh chị. Đó, dán đổ dán bay nha. Giờ hàng này là ba chậu nha, cũ rất là dài luôn nha quý cô chú bác anh chị. Em đo bề cao của cũ trước nha. Bề cao là 42 luôn. Từ đây lên đây là 30 nha. Hoành thăng của cây số 1 là 31. Em lấy 30 thôi. Đó. Cây 1B nha quý cô chú anh chị, nhớ mã số giúp em với lại ngày em có ghim trên phần mô tả kênh YouTube á. Để em gửi cây cho chính xác cho quý cô chú anh chị luôn nha. Cây số 1B em xin giao lưu với giá là 600.000, bao gồm cả phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Quý cô chú anh chị nào xem kênh thấy hay cho em xin một nút thông báo, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh nha, để khi em có lô mới cái mình gửi thông báo sớm để mình chọn cây được sớm á. Cây số 2B cao khoảng 60 luôn, rất là khủng nha. Hoành thăng ở vị trí này là 31. Cây số 2B em xin giao lưu với giá là 700.000. Biết cô chú bác anh chị mình thông cảm giúp em là cái lô mà một em bán giá 150-200 là em không có về hàng đó được nữa nha, tại vì lỗ quá, lỗ sặc máu, lỗ không còn tiền mua sữa cho con luôn. Biết cô chú bác anh chị thông cảm giúp em nha, do là lấy bên giường cũng 300 mà, cho nên bán như vậy thì em không có được chi phí vận chuyển không có đủ nữa. Cây 3B cao khoảng 65, cho nên lên VIP cho quý cô chú anh chị lô luôn. Hoành thăng vị trí này là 21. Cây 3B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Và không quên chân thành cảm ơn quý cô chú bác anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn yêu thương, tin tưởng và ủng hộ bên em nha. Rất mong được sự đồng hành của quý cô chú bác anh chị trong thời gian tới luôn. Cây số 4B cao cũng khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 23. Cây 4B em xin giao lưu với giá là 600.000 đồng. 600.000 nha. Do nhà vườn của em tự quay clip, nhà kênh là TK đăng hộ, cho nên là nếu mà có nhanh quá quý cô chú bác anh chị mình xem không kịp thì kết nối Zalo với em để em gửi hình lại cho quý cô chú bác anh chị mình xem kỹ hơn nha. Cây số 5B cao khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 20. Cây 5B em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng, bao gồm các phí vận chuyển cho quý cô chú bác anh chị luôn nha. Lô này là em bộ rễ rất là đỉnh luôn nha. Bộ rễ với củ là đang xen với nhau luôn. Siêu 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 đẹp nha. Cây số 6B cao khoảng 670 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 24. Cây số 6B em xin giao lưu với giá là 650.000 đồng. Rồi cây 7B luôn, lực lưỡng luôn, cao khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 28, 26 nha. Cây số 7B em xin giao lưu với giá là 700.000 đồng luôn. Đó, rễ rất là độc lạ nha, đang xen với nhau luôn. Cây 8B cao khoảng 70 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 24. Cây số 8B em xin giao lưu với giá là 700.000 đồng luôn. Cây số 9B cao khoảng 65 luôn. Em có số lượng rất là ít nha quý cô chú bác anh chị. Nhanh tay quẹo lựa nha, có 40 mấy cây thôi. Hoành thăng ở vị trí này là 21. Cây số 9B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây này là cũ là được 3 chậu không nghe quý cô chú anh chị mình chơi thì cũng biết 3 chậu thì rất là cao nha. Cây 10B cao khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 22. Cây 10B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây 11B cao khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 21. Cây 11B em xin giao lưu với giá là 600.000 đồng luôn nha. Đó, dáng rất là độc lạ quý cô chú bác anh về mình lên chậu nha. Ghép cho em đủ màu, cảm thạch đồ luôn được hết nha. Này là phôi giấy Mỹ nguyên thủy nha. Cây số 12B cao khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 24. Cây số 12B em xin giao lưu với giá là 550.000 đồng. Lâu lâu mới được về lô để phục vụ cho quý cô chú bác anh chị luôn. Cây số 13B cao khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 21. Cây số 13B em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng. Cây số 14B cao khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 22.
Cây số 14B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng luôn. Cây số 15B cao cũng khoảng 60 luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 22. Cây số 15B em xin giao lưu với giá là 400.000 luôn. Cây số 16B cao khoảng 65. Rất là đẹp. Quạnh thăng ở vị trí này là 23. Cây số 16B em xin giao lưu với giá là 750.000 đồng. Cái nãy cũ cao khoảng 50 nha. Cây số 17B cao khoảng 60 luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 25. Cây số 17B em xin giao lưu với giá là 550.000 đồng. Bao gồm cả phí vận chuyển cho toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị luôn rồi nha. Cây số 18B cao khoảng 60. Quạnh thăng ở vị trí này là 24. Cái số 18B em xin giao lưu với giá là 550.000 đồng. Số điện thoại thân thiện của em là 0947447442 nha. Em ở Cần Thơ, tên Ngọc Huyền luôn. Cái số 19B cao khoảng 70. Quạnh thăng ở vị trí này là 23. Cái số 19B em xin giao lưu với giá là 600.000 đồng. Cây số 20B cao khoảng 60 luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 20. Cây số 20B em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 21B cao khoảng 70. Quạnh thăng ở vị trí này là 20. Cây số 21B em xin giao lưu với giá là 600.000 đồng nha. Cây số 22B cao khoảng 70 luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 18. Cũ, bề cũ nó cao khoảng 5 tấc nha. Cây 22B em xin giao lưu với giá là 550.000 đồng. Cây số 23B cao khoảng 70 luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 22. Cây số 23B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây số 24B cao khoảng 65. Quạnh thăng ở vị trí này là 23. Cây số 24B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng luôn. Rất là siêu đỉnh nha. Cây số 25B cao khoảng 70. Này dán đổ dán bay luôn nha quý cô chú bác anh chị, mình thích dán bay thì chồng dán bay nha, thích dán đổ thì chồng đổ xuống cho em nha. Đó. Rất là tiện lợi cho mình đa năng luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 21. Cây số 25B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng trắng. Cây số 26B cao khoảng 70 luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 24. Cây số 26B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây số 27B cao khoảng 70. Quạnh thăng ở vị trí này là 20. Cây số 27B em xin giao lưu với giá là 400.000 luôn. Cây số 28B cao khoảng 70 luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 22. Cây số 28B em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 29B cao khoảng 70 luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 25. Cây số 29B em xin giao lưu với giá là 600.000. Rễ uốn lượn rất đẹp nha, đang xen vào nhau luôn. Cây số 30B cao khoảng 65. Quạnh thăng ở vị trí này là 23. Cây số 30 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Cây số 31 cao khoảng 70 luôn. Quạnh thăng ở vị trí này là 21. Cây số 31, quạnh thăng 21. Em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 32
cao khoảng 70 luôn. Dáng rất đẹp nha quý cô chú bác anh chị. Hoành thăng ở vị trí này là 27. Cây số 32B em xin giao lưu với giá là 550.000 đồng. Thì quá đỉnh luôn. Cây số 33B cao khoảng 50 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 25. Cây số 33B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây số 34B cao khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 23. Cây số 36B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Rồi 34B nha. Cây số 35B cao khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 18. Cây số 35B em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng. Cây số 36B cao khoảng 50. Hoành thăng ở vị trí này là 21. Cây số 36B em xin giao lưu với giá là 400.000 luôn. Cây số 37B cao khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 24. Cây số 37B em xin giao lưu với giá là 550.000 đồng. Cây số 38B cao khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 26. Cây số 38B em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 39B cao khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 22. Cây số 39B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây số 40B cao khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 19. Cây số 40B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây số 41B cao khoảng 55. Hoành thăng ở vị trí này là 23. Cây số 41B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng luôn. Cây số 42B cao khoảng 50. Hoành thăng ở vị trí này là 22. Cây số 42B em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Quý cô chú bác anh chị nào ở Bình Phước thì tạm thời khoan đặt cho em nha, tại Bình Phước em không có gửi được á, do là còn hạn chế vùng dịch gì đó. Cây số 43B cao khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 23. Cây số 43B em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng. Cây số 44B cao khoảng 50. Hoành thăng ở vị trí này là 24. Cây số 44B em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 45B cao khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 25. Cây số 45B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Cây số 46B cao khoảng 70 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 23. Cây số 46B em xin giao lưu với giá là 600.000 luôn. Cây số 47B cao khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 19. Cây số 47B em xin giao lưu với giá là 450.000. Cây số 48B cao cũng khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 27. Cây số 48B em xin giao lưu với giá là 600.000 luôn. Cây số 49B cao khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 23. Cây số 49B em xin giao lưu với giá là 600.000 luôn.
Cây số 50B. Cao khoảng 40. Hoành thăng ở vị trí này là 15. Cây số 50B em xin giao lưu với giá là 200.000 đồng. Cây số 51B cao khoảng 50. Hoành thăng ở vị trí này là 17. Cây số 51B em xin giao lưu với giá là 300.000. Cây số 52B cao khoảng 50 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 27. Cây số 52B em xin giao lưu với giá là 500.000 đồng chẵn. Cây số 53B cao khoảng 30. Hoành thăng ở vị trí này là 23. Cây số 53B em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng. Cây số 54B cũng là cây cuối clip luôn. Cao khoảng 30. Hoành thăng ở vị trí này là 15. Cây số 54B em xin giao lưu với giá là 100.000 đồng. Hết clip luôn. Em xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú bác anh chị vào clip sau luôn ạ.